Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Đình Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, cuộc bầu cử tại New South Wales là một trong những thông tin được báo chí quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay, vì chỉ còn hơn 10 ngày nữa là cuộc bầu cử sẽ diễn ra, trong bối cảnh mà một chính phủ thiểu số có thể sẽ được thành lập, khi mà cả liên đảng lẫn lao động đều không có thể có đủ đa số là 47 ghế tại Hạ viện. Trong đời sống hàng ngày, Ủy hội ACCC một lần nữa đã lên tiếng kêu gọi các hãng hàng không nên giảm hạ giá vé của các chuyến bay nội địa. Về mặt thời tiết, cư dân tại khu vực phía bắc của tiểu bang Queensland đang đối diện với tình trạng mưa lũ gia tăng. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của VietFace TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023. Bầu cử tại New South Wales, lao động cam kết bỏ lệ phí hành chánh khi đòi tiền phạt sử dụng xa lộ. Hôm qua, lãnh tụ lao động ở thế đối lập Chris Minns nói rằng nếu ông thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 3, thì ông sẽ bãi bỏ lệ phí hành chánh, tức là admin fee, trong việc gửi thư đòi tiền lệ phí sử dụng xa lộ mà người lái xe chưa trả. Tùy từng trường hợp, lệ phí hành chánh này có thể là từ $1.10 đến $10 nếu người lái xe không đăng ký e-tag. Theo dự phóng thì tổn phí của ngân sách nếu lệ phí hành chánh này bị bãi bỏ có thể lên đến $50 triệu mỗi năm. Đây không phải là con số lớn, vì theo các dữ kiện thì cư dân Úc tại New South Wales đã có trên 1 triệu chuyến đi mỗi ngày qua các xa lộ trả tiền, và tổng số tiền mà chính phủ thu được là khoảng $2 tỷ mỗi năm. Bởi vậy, sáng kiến của ông Chris Minns có vẻ tượng trưng nhiều hơn so với thực tế, vì $50 triệu so với con số $2 tỷ là một chi số rất nhỏ. Trong khi đó thì công ty Transurban cũng đã có đề nghị với chính phủ về việc thay đổi lệ phí hành chánh này. Công ty này nói rằng đề nghị của họ là nhằm giảm bớt tình trạng không rõ ràng trong lĩnh vực thu phí sử dụng xa lộ. Theo Transurban thì tốt nhất là không ai nên trả lệ phí này. Trong khi đó, về phía chính phủ liên đảng, thủ hiến Perrottet cũng đã có những biện pháp nhằm giảm gánh nặng lệ phí cho người lái xe. Theo thể lệ hiện hành, thì những ai đã chi $887 để sử dụng xa lộ, thì khi họ đăng ký thường niên, họ sẽ được giảm 50% lệ phí. Trong khi đó, nếu một người lái xe đã chi $1,462 khi sử dụng xa lộ, thì họ sẽ được miễn phí tiền đăng ký xe. Bầu cử tại New South Wales, lãnh tụ lao động vận động tranh cử tại vùng Đông Nam Sydney. Hôm qua, ông Chris Minns đã dành thời gian vận động tranh cử cho ứng cử viên của Đảng Lao động tại đơn vị Audley thuộc vùng Đông Nam Sydney. Đơn vị này bao gồm các khu vực Riverwood, là nơi mà ông Chris Minns đã từng sinh sống. Ông Chris Minns đã đi mua sắm và trò chuyện với cử tri với hy vọng có thể chiến thắng tại đơn vị này. Dân biểu đương nhiệm hiện nay là ông Mark Corey, đương kim Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên và người cao niên trong chính phủ Perrottet. Trong cuộc bầu cử hồi năm 2019, dân biểu Mark Corey đã giữ được đơn vị Audley này với đa số là 6.8%. Nếu lao động có thể chiến thắng đơn vị này,
thì chính phủ Perrottet sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tái đắc cử. Về phía liên đảng, vài ngày trước đây, thủ hiến Perrottet cũng đã đến vùng đông nam Sydney để vận động. Cụ thể là đơn vị Penshurst, tức là một đơn vị kế cận đơn vị Cochra do ông Chris Minns làm dân biểu. Cochra là một đơn vị bấp bênh của đảng lao động và đa số của ông Chris Minns hiện nay là khoảng 1%. Bầu cử tại New South Wales, lãnh tụ lao động Chris Minns cần can đảm theo đuổi chính sách cải tổ mạnh, dân biểu độc lập nhận xét. Trong cuộc vận động tranh cử lần này, lãnh tụ lao động đối lập Chris Minns được coi là một lãnh tụ tương đối trẻ, cùng thế hệ với thủ hiến Perrottet. Tuy nhiên, trong khi thủ hiến Perrottet năng động và dám theo đuổi những kế hoạch táo bạo để cải tổ nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như thuế con niêm, vấn đề cờ bạc, quỹ tương lai tức là Future Fund để giúp giới trẻ có thể có được nguồn tiết kiệm để mua nhà, thì lãnh tụ đối lập Chris Minns có vẻ như đang theo đuổi những sự cải tổ nho nhỏ. Tuy cần thiết nhưng có vẻ không tạo được ảnh hưởng rõ rệt trong lĩnh vực kinh tế xã hội. Ngoài ra, ông Chris Minns còn bị đánh giá là một người thiếu năng động, mà từ tiếng Anh gọi là laid back. Bởi vậy, hôm qua, một dân biểu độc lập, ông Alex Greenwick, đã thúc giục và khuyến khích lãnh tụ đối lập Chris Minns nên có thái độ can đảm hơn để có thể theo đuổi những cải tổ quan trọng hơn. Chẳng hạn như cải tổ vấn nạn cờ bạc mà thủ hiến Perrottet đã đề nghị bằng hình thức sử dụng thẻ tín dụng không tiền mặt, tức là cashless card. Tuy nhiên, ông Chris Minns đã từ chối ủng hộ chính sách này. Trong khi đó, thì ông Chris Minns hôm qua đã nói rằng ông đã có những cuộc tiếp xúc sơ bộ với Thủ tướng Albanese về các vấn đề mà tiểu bang New South Wales đang phải đối diện. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận là ông chưa từng có các cuộc thảo luận sâu rộng với Thủ tướng Albanese vì cuộc vận động tranh cử vẫn còn ở giai đoạn sơ bộ. Bầu cử tại New South Wales, đời sống gia đình của một lãnh tụ chính trị, thủ hiến Perrottet. Ông Perrottet ở lớp tuổi 40, tức là thuộc thế hệ trẻ. Tuy nhiên, ông lại có một gia đình theo truyền thống Thiên Chúa giáo và ông hiện đang có 7 người con. Do đó, ngoài việc bận rộn với công vụ trong vai trò thủ hiến New South Wales, ông Perrottet cũng rất bận rộn trong việc chăm sóc con cái. Và trong cuộc vận động bầu cử lần này, có những việc mà ông muốn làm cho con cái của mình, nhưng ông không thể làm được vì không có thời gian. Theo nguồn tin của đài số 9, tối hôm qua thủ hiến Perrottet đã chở con trai đến địa điểm cắm trại. Thế nhưng trong khi những người cha khác đều có thể ở lại để cắm trại cùng với con trai của mình, thì ông lại phải ra về. Thủ hiến Perrottet đã tỏ ra rất xúc động khi kể lại kinh nghiệm này, vì với tư cách là một người cha, ông rất muốn có thời gian cắm trại cùng con trai. Nhưng với tư cách là thủ hiến thì ông phải dành thời gian để vận động tranh cử. Và do đó ông cảm thấy đau lòng khi bỏ lỡ cơ hội mà hai cha con được cắm trại cùng nhau, là một thời điểm quan trọng trong sự phát triển của con trai, theo các chuyên gia. Hầu hết các chính trị gia đều trải qua thử thách giữa công việc và gia đình, và thử thách này càng sâu đậm hơn nếu chính trị gia ấy là thủ tướng, thủ hiến hoặc bộ trưởng. Cuộc bầu cử lần này tại New South Wales là một thách đố lớn cho thủ hiến Perrottet, vì nếu Liên đảng Tự do Quốc gia tái đắc cử thì đây sẽ là nhiệm kỳ thứ tư và liên đảng sẽ cầm quyền được 16 năm, một kỳ tích hiếm có trong sinh hoạt chính trị tại Úc. Bầu cử tại New South Wales, những con số cần thiết cho cả hai phe, liên đảng và lao động. Quốc hội New South Wales phục vụ nhiệm kỳ cố định 4 năm, và cứ mỗi 4 năm thì tất cả các dân biểu hạ viện, gồm 93 người, đều phải được bầu chọn lại. Trong khi đó, thành viên thượng viện phục vụ nhiệm kỳ 8 năm, và do đó chỉ có 50% là phải tranh cử trở lại. Tại Úc, dù ở cấp liên bang hay tiểu bang, thì chính phủ bao giờ cũng được thành lập tại Hạ viện, là nơi mà đảng hoặc liên đảng phải có đa số. Vì Hạ viện New South Wales có 93 ghế, nên Liên đảng Tự do Quốc gia cần phải có được ít nhất là 47 ghế thì mới có thể thành lập chính phủ. Tuy nhiên, khi bước chân vào cuộc tranh cử lần này, thì liên đảng chỉ có 46 ghế và phải nhờ vào sự ủng hộ của một dân biểu độc lập. Trong khi đó thì lao động chỉ có 36 ghế sau cuộc bầu cử vào năm 2019, sau đó tăng thêm một ghế sau khi họ thắng cử trong cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Bega. Ngoài ra, do sự thay đổi biên giới của các đơn vị bầu cử mà liên đảng cũng đã mất thêm một ghế, trong khi đảng lao động thì lại tăng thêm một ghế. Vì vậy, đảng lao động đã bước chân vào cuộc bầu cử này với 38 ghế. Sau cuộc bầu cử năm 2019,
có 9 dân biểu không thuộc Liên đảng cũng như Đảng Lao động, gồm 3 dân biểu Đảng Xanh, 3 dân biểu thuộc các đảng khác. Nếu không đảng nào có được 47 ghế vào ngày 25 tháng 3 sắp tới, thì một chính phủ thiểu số phải được thành lập. Riêng Đảng Lao động lúc nào cũng có sự ủng hộ của Đảng Xanh, trong khi Liên đảng thì phải đối phó với ít nhất là 6 ứng cử viên độc lập True Independence, được tài trợ bởi Climate 200 và dự phóng sẽ gây nhiều khó khăn cho Liên đảng. Nếu Liên đảng giữ được 46 ghế hiện có và thắng thêm một ghế, thì tất nhiên Liên đảng sẽ có đa số. Trong khi đó, nếu Lao động thắng thêm 9 ghế, thì Lao động sẽ có đa số để thành lập chính phủ. Mặc dù Đảng Xanh luôn ủng hộ Lao động, nhưng lần này thì Đảng Xanh đã đặt ra hai điều kiện, là Đảng Lao động phải ủng hộ chính sách của chính phủ Perote trong lĩnh vực cờ bạc, tức là sử dụng thẻ tín dụng không tiền mặt gọi là cashless card. Và điều kiện thứ nhì là bảo vệ người thuê nhà, không cho phép chủ nhân hủy hợp đồng thuê nếu không có lý do chính đáng. ACCC đã kêu gọi các hãng hàng không giảm giá vé máy bay nội địa. Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng ACCC một lần nữa đã kêu gọi các hãng hàng không giảm giá vé máy bay nội địa, vì người tiêu dùng vẫn phải đang trả tiền mua vé máy bay cao hơn mức trước đại dịch COVID-19. Một cách chi tiết thì Ủy hội ACCC công bố báo cáo có tên gọi là Cạnh tranh hàng không tại Úc mới nhất, có cho thấy giá vé máy bay nội địa đã giảm từ mức cao lịch sử vào cuối năm 2022, nhưng doanh thu trung bình trên mỗi hành khách vẫn cao hơn 13% trên thực tế so với năm 2019. Theo báo cáo này, thì chỉ số giá của vé giảm giá trong tháng 2 năm 2023 cao hơn 25% so với cùng tháng trước đại dịch. Và một số tuyến, giá vé tiếp tục cao hơn nhiều so với trước đại dịch. Ủy viên của ACCC bà Anna Brecky lưu ý rằng việc giảm giá vé máy bay thường là do nhu cầu giảm theo mùa hoặc là các hãng hàng không tăng công suất chỗ ngồi. Bên cạnh đó, báo cáo của ACCC cũng lưu ý rằng giá nhiên liệu máy bay đã giảm 35% vào tháng 2 năm 2023, kể từ mức cao kỷ lục vào tháng 6 năm 2022. Điều này sẽ dẫn đến giá vé máy bay rẻ hơn. Ngập lụt nghiêm trọng ở Queensland. Ngày hôm qua 13 tháng 3, cảnh sát Queensland đã khuyến cáo cư dân ở thị trấn Burketown không nên di chuyển qua các khu vực ngập lụt để hạn chế rủi ro, trong bối cảnh mưa lũ vẫn đang xảy ra và mực nước sông Gregory thì đang tràn bờ. Trong báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết, cảnh sát tiểu bang Queensland cho biết một phi công trực thăng đã nhìn thấy hai con cá sấu rất lớn ở gần một khu vực đông dân cư tại thị trấn Burketown ngày 12 tháng 3. Cảnh sát cũng đã khuyến cáo người dân không đi qua các vùng nước lũ để tránh nguy hiểm. Cũng theo nguồn tin từ cảnh sát, thì các nhà máy xử lý nước thải ở Burketown hiện đã ngừng hoạt động. Người dân được yêu cầu tiết kiệm nước sạch và tiếp tục theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương. Do mực nước lũ đang dâng cao ở hạ lưu sông Urundanji, nên nhà chức trách đã sơ tán 16 người dân trong khu vực. Cảnh sát hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở khu vực này. Các trực thăng được triển khai để chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp, cũng như vận chuyển thực phẩm, nước uống và vật tư y tế. Ngoài Queensland, thì mưa bão cũng đang di chuyển sang New South Wales, mà theo Tổng nha khí tượng BOM, thì các cơn bão lớn đã đổ bộ vào các khu vực nội địa của tiểu bang, di chuyển đến các sườn núi và đồng bằng phía Tây Bắc vào chiều tối hôm qua thứ Hai. Về nhiệt độ, vùng Tây Bắc của lục địa Úc Châu sẽ nóng hơn bình thường vào cuối tuần, trong khi vùng Đông Nam thì mát mẻ hơn khi mà nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C vào chiều hôm qua. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.